Hello, xin chào cả nhà. Xin cảm ơn tất cả các quý khách thân mến đã ủng hộ kênh Điện Gia Dụng của Thanh Hóa trong thời gian qua ha. Cũng bình thường như mọi khi ha, mình sẽ test một cái em nồi cơm Hitachi 1 lít ha, loại này IH nha quý khách. Và nhiệt độ giờ là 30 ha, 31 độ, 32 độ ha. À, cái dòng này quý khách lưu ý cho mình nha, ghim điện vô nó hả, nó hiện là HO nha, lúc về á nó hiện nút này, quý khách bấm nút này một cái nha, nút này nút tắt nè, đó nó hiện gì nè, còn mình chỉ bấm nút này là nấu nha đó. Nhưng mà giờ mình nấu chỉnh chế độ nấu nhanh này, rồi mình sẽ hướng dẫn sơ cho quý khách, nó không báo lỗi gì chơi nghe, chạy bình thường nha. Rồi mình sẽ quay ngoại ngoại hình ha. Em này cũng còn tương đối đẹp nha, em này là nội đồng cõi đá nhiều khách, trâu lắm, bán biết bao lâu rồi. Hàng này là 1 lít ha, nè 1 lít nha, 1.0 nha, thì Hitachi điện 100V 1400W ha, sản xuất 2011 nha, 9 năm mà được cái nó rất là trâu nhiều hết, con này phải nói là trâu trong các con trâu luôn á. Giờ mẫu mã thì giống như nó không được đẹp như mấy hàng hiệu khác chứ. Thấy không? Mọi khách thấy nó nóng không? Ok ha. Này là nắp ron cũng còn ok. Nội thì bị nhâm 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 thôi ha, chứ không gì hết nha. Ok luôn. Hàng này nấu bếp từ vẫn được nha, nấu bếp ga cũng được luôn, kẹt kẹt lấy nồi nấu luôn đó quý khách. Hàng này nó giờ nó đơn giản lắm, muốn nấu canh phải không, mở nắp ga bấm nấu canh nó cũng vẫn nấu luôn nữa, nó không có báo lỗi như mấy cái thằng ngoài kia. Chẳng hạn như mình báo lỗi là gì nè ha, không có son ha, mình bấm này nha, đó nó tiết đã tắt luôn, quý khách không, nó đơn giản lắm. Rồi giờ mình hướng dẫn sơ sơ ha. Quý khách hồi nãy ghim điện lại, bây giờ mình sẽ chỉ lại từ đầu nha, giờ mình tắt nha. Đó, giờ mình tắt đi rồi mình bật điện lại ha. Hàng này nó còn nhớ thì không sao, không nhớ thì quý khách nãy bấm HO, bấm nút này một cái nha. Còn cái nút này là cái này là chỉnh chế độ nè. Cũng như gạo trắng nè, gạo mềm, gạo không vo nè, nấu nhanh nè, gạo lứt gì nè đó, nó nhiều kiểu đó ha. Nhưng mà nhà sản xuất quy định ở chỗ này, mình cứ bấm tắt, nó sẽ trở về nhà sản xuất. Bấm nút này, không cần chỉnh nhiều, chỉ bấm nút này là chạy. Tắt nút này, bấm nút này, tắt nút này. Còn muốn nấu canh, nấu rau, nấu gì nhanh á thì quý khách tắt, chỉnh nút nấu nhanh. Bấm vô rồi là nó chạy mau lắm, khoảng 30 phút là chín cơm, sôi luôn ha. Rồi quý khách chỉ lưu ý mình thôi là nút này nút chạy, lúc này nút tắt, khởi động tắt, khởi động tắt ha. Em này mình bán giá mong muốn là 500.000. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu hãy liên hệ Zalo, Facebook, YouTube cho tốt cho mình qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau, xin cảm ơn.